Người Việt hiện sống và làm việc ở Ukraine cho VOA Việt ngữ biết rằng các đồng hương của mình không mấy quan tâm tới chính trị, dù chính trường nước sở tại rúng động vì cuộc biểu tình dai dẳng của phe đối lập. Sau những ngày đối đầu đẫm máu giữa lực lượng an ninh và những người chống chính phủ, cuối tuần qua, Tổng thống Viktor Yanukovych bị các đại biểu quốc hội phế truất và rồi sau đó bị phát lệnh truy nã. Ông Trần Mạnh Hùng, một người Việt tại thủ đô Kiev, cho VOA Việt ngữ biết, sau những biến cố vừa qua, tình hình nói chung bước đầu đi vào ổn định, với việc phe đối lập có thể nói là chiếm ưu thế. Theo doanh nhân này, đa phần người Việt chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp về mặt kinh tế, tức là việc buôn bán làm ăn, thông thương không được tốt trong mấy ngày qua. Ông Hùng cho biết, người Việt cũng bàn tán về căng thẳng chính trị ở địa phương, nhưng ông cho rằng người Việt ở Ukraine không có chính kiến. Có lẽ cái tâm lý người Việt ở đây họ không để ý gì đến chính trị lắm. Khi người Việt ở đây đa số là chỉ để ý đến gọi là kinh tế thôi. Có lẽ cũng là xuất phát từ khi sang đây là đều là nghèo đói, thế nên là họ chỉ lao vào kiếm tiền, làm thế nào kiếm được tiền tốt là tốt, còn xã hội nào cũng được. Họ không quan tâm là cộng sản hay là tư bản hay là cái gì, họ không quan tâm. Nghĩa là tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt là được. Hiện có hàng ngàn người Việt Nam làm ăn sinh sống ở Ukraine, mà nhiều người trong số đó ở lại nước này sau khi sang đây làm lao động hợp tác hồi những năm 1980 theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Ông Phí Văn Tiệp từ thành phố Kharkov, một trong những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, đồng quan điểm với ông Hùng về sự thờ ơ chính trị của người Việt ở Ukraine. Cộng đồng thì họ cũng vẫn đi làm ăn bình thường thôi, nó không có gì là ảnh hưởng. Đại đa số ở bên này là mọi người ta đi chợ hết. Thế của Ukraine thì dạo này nó cũng kém một chút, nên là nó mọi người đi chợ thì nó cũng không được như ngày xưa. Chứ còn về chính trị thì đại đa số bà con bên này thì chính trị họ cũng quan tâm cũng hơi ít. Thì chính trị đấy nếu mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ mới quan tâm. Ở bên này họ không theo đảng nào. Vụ chính biến ở Ukraine đã thu hút được sự chú ý của những người có tiếng nói bất đồng với chính quyền ở Hà Nội trong nước. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải lại các hình ảnh về việc phá bỏ tượng Lenin ở Ukraine. Khi được hỏi người Việt ở Ukraine nghĩ sao về hành động này của người dân bản xứ, doanh nhân Hùng nói rằng người ta không quan tâm tới tượng Lenin.